Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương mở rộng diện tích nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới. Bắc Ninh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tình trạng trẻ hóa bệnh nhân loạn thần do rượu. Triển vọng từ khu kinh tế Thái Bình, động lực cho các địa phương nằm trong khu kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 23 tổ chức tín dụng và 65 quỹ tín dụng đã huy động được trên 63.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm ngoái. Để đạt kết quả trên là nhờ các đơn vị đẩy mạnh đa dạng hình thức huy động vốn, tăng cường huy động vốn trung hạn dài hạn, kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ. Các tổ chức tín dụng và quỹ tín dụng cho vay trên 56.000 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Trong đó, cho vay lĩnh vực nông nghiệp chiếm 45% tổng dư nợ, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 23,7% tổng dư nợ. Nợ xấu trên 1.300 tỷ đồng chiếm 2,3%, trong năm đã xử lý 1.200 tỷ đồng nợ xấu. Năm 2019, ngành ngân hàng tỉnh nâng cao chất lượng công tác thống kê, dự báo tiền tệ, tín dụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, đảm bảo hệ thống ngân hàng trên địa bàn hoạt động an toàn hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho vay nền kinh tế đi đôi với an toàn hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cho vay theo các chương trình, mục tiêu phát triển của Trung ương và của tỉnh, phục vụ tốt phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, khu kinh tế Thái Bình được xây dựng để trở thành đầu tàu, hạt nhân đột phá thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình lên một tầm cao mới. Sự ra đời của khu kinh tế Thái Bình còn đem đến cơ hội, động lực cho các địa phương nằm trong khu kinh tế, đặc biệt là những địa phương vẫn còn đang khó khăn, thêm tự tin bứt phá vươn lên. Là địa phương có tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm nhất tỉnh Thái Bình, điều kiện hạ tầng thiếu thốn, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Chặng đường đổi mới của xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy đầy những khó khăn, trở ngại. Chỉ đến khi khu kinh tế Thái Bình chính thức được thành lập đã mở ra cho Thái Nguyên cơ hội lớn để bứt phá. Phát huy lợi thế này, cấp ủy, chính quyền địa phương mạnh dạn quy hoạch 70 hectare diện tích đầm, bãi tự nhiên kém hiệu quả thành cụm công nghiệp Trà Linh, tạo đà cho phát triển kinh tế địa phương. Công tác quy hoạch cụm công nghiệp Trà Linh này thì cơ bản là nhân dân cũng đồng tình ủng hộ rất là cao, vì đây là phát huy cái diện tích tự nhiên sẵn có của địa phương để khai thác cái tiềm năng thế mạnh để đưa cái khu công nghiệp vào địa phương để phát triển, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho bà con, và một điều nữa là tăng cái nguồn ngân sách cho địa phương. Và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi mà cụm công nghiệp Trà Linh hình thành thì toàn bộ vùng sông nước Hoàng Hóa, Bèo Dại ngày nào sẽ mọc lên những công trình, nhà máy hiện đại. Đến khi ấy thì cuộc sống của người dân địa phương cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Đích đến của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thái Nguyên sẽ không dừng lại ở nông thôn mới nữa, mà phải là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Viễn cảnh ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực, bởi người dân các địa phương nằm trong khu kinh tế Thái Bình hoàn toàn tin tưởng, ủng hộ chủ trương lớn xây dựng và phát triển khu kinh tế tỉnh Thái Bình. Công nghiệp vào thì con em tôi có công ăn việc làm này. Đấy, rồi nâng cao cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế gia đình, nhân dân tôi rất ủng hộ, hầu như vậy thế. Bất kể một doanh nghiệp nào vào đây làm thì phải đảm bảo cái môi trường cho nhân dân thế là nó đảm bảo gọi là để cuộc sống nhân dân lâu dài. Tôi làm đầm thì về cá nhân một số gia đình nhỏ thì nói chung chúng tôi làm kinh tế thì tóm lại là cũng được, phát triển thì cũng được, nhưng mà tôi thì nói chung là vì cái phát triển chung. Cho nên mình cũng tinh thần cũng ủng hộ thôi, chứ không có gì bằng xây dựng và phát triển kinh tế đất nước mình. Sự ra đời của khu kinh tế Thái Bình đã thổi một luồng gió mới vào tư duy của cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tạo động lực, đòn bẩy để địa phương năng động hơn, tự tin hơn vươn lên. Qua đây càng củng cố thêm niềm tin cũng như quyết tâm cho các địa phương khác cùng nằm trong khu kinh tế Thái Bình vững bước đi lên. Năm 2018 vừa qua, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đầu tư xây dựng 2.400 m² nhà màng và 1.880 m² nhà lưới, đưa tổng diện tích nông nghiệp sản xuất trong nhà màng, nhà lưới ở địa phương này lên hơn 83.300 m². Diện tích sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới tập trung ở các xã Gia Tân, Đoàn Thượng, Toàn Thắng,
Diện tích này chủ yếu sản xuất rau hữu cơ, hoa, dưa, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế mỗi vụ từ 20 đến 80 triệu đồng một sào, tùy từng loại cây trồng, cao hơn từ 3 đến 4 lần so với phương pháp sản xuất truyền thống. Năm 2019 này, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ các đơn vị cá nhân trên địa bàn huyện Gia Lộc xây dựng thêm 500 m2 nhà màng nhà lưới với mức hỗ trợ mỗi m2 nhà màng 100.000 đồng và mỗi m2 nhà lưới 50.000 đồng. Với lợi thế của vùng đất bãi phì nhiêu màu mỡ, từ nhiều năm nay, người dân xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã phát triển nghề trồng hoa ở vườn nhà, ruộng nhà và quanh vùng đất bãi. Đến nay, toàn xã đã có trên 600 hộ phát triển nghề trồng hoa với tổng diện tích 94 hectare. Tại xã Mỹ Tân, hoa được trồng tập trung nhiều ở thôn Hồng Hà 1 với khoảng 200 hộ trồng trên diện tích 40 hectare. Thôn Hồng Hà 2 khoảng 210 hộ với tổng diện tích 40 hectare. Trong đó, diện tích trồng hoa cúc chiếm khoảng 80%, còn lại là các loại hoa ly, dơn, cát tường, hồng tỉ muội, loa kèn. Để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, người dân Mỹ Tân đã dành khoảng 50% diện tích để trồng hoa. Từ nghề trồng hoa, nhiều hộ dân trong xã đã có thu nhập từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng một vụ. Những gia đình trồng hoa với số lượng lớn có thu nhập từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng một vụ hoa Tết. Nhằm giúp người dân thay đổi tư duy và phương thức sản xuất kinh tế, chuyển từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại. Từ tháng 9 năm 2018, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng đề án hỗ trợ xã Mỹ Tân trồng hoa chuyên canh chất lượng cao. Theo đề án, Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn hỗ trợ nông dân thành lập tổ hợp tác trồng hoa chất lượng cao xã Mỹ Tân trên diện tích 5 hectare với 14 hộ tham gia. Để chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên đã có kế hoạch lấy nước, phục vụ đổ ải gieo cấy ở 3 đợt lấy nước với tổng cộng 16 ngày. Theo đó, đợt 1, từ 0 giờ ngày 21 tháng 1 đến 24 giờ ngày 24 tháng 1, đợt 2, từ 0 giờ ngày 31 tháng 1 đến 24 giờ ngày 3 tháng 2, và đợt 3, từ 0 giờ ngày 15 tháng 2 đến 24 giờ ngày 22 tháng 2. Trong thời gian trên, mực nước sông Hồng tại khu vực Hà Nội được duy trì ở mức dương 2,2 m trở lên. Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện. Để lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương, công ty khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị có liên quan chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương. Các địa phương thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, lắp đặt trạm bơm dã chiến và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước lên ruộng, đẩy mạnh tuyên truyền đến tận người dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm. Ngoài ra cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép. Thời điểm này, các hợp tác xã của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang tập trung làm thủy lợi, nạo vét kênh mương tưới tiêu, phục vụ sản xuất vụ đông xuân. Để chiến dịch đạt hiệu quả cao trước khi ra quân, các xã, hợp tác xã đã kiểm tra đánh giá hiện trạng các tuyến kênh mương, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và giao cụ thể cho từng xóm, từng đội sản xuất về khối lượng đào đắp, xây đúc và huy động kinh phí. Đến thời điểm này, huyện Kim Sơn đã hoàn thành kế hoạch đào đắp nạo vét trên 200.000 mét khối đất, toàn huyện đã tiến hành hơn 3.000 cống điều tiết, cống bi các loại, lắp đặt 12 trạm bơm dã chiến và bơm vô ống. Đã cơ bản hoàn thành khối lượng làm thủy lợi vụ đông xuân, đủ điều kiện đổ ải phục vụ sản xuất. Để mà nó tính toán để cho nó toàn bộ phía bắc sông Ân của chúng tôi đi vào cái vùng ăn chắc thì chúng tôi đã được sự chỉ đạo họp hội đồng rồi là đảng ủy rồi đã thống nhất cho hợp tác xã đứng ra xây hai trạm bơm, tiếp tục hai trạm bơm nữa để hoàn thiện toàn bộ phía bắc. Sau khi xây cái trạm bơm phía bắc này thì toàn bộ cái diện tích hơn 200 hectare của bà con nông dân xã An Hòa chúng tôi sẽ được quy hoạch theo cái vùng ăn chắc, đảm bảo 100% cái cho về cái mùa mưa bão hoặc là chống hạn cho bà con nông dân. Cùng với nạo vét kênh mương, các xã trong huyện tiến hành cày ải để tăng độ phì nhiêu cho đất và hạn chế sâu bệnh lây truyền từ vụ mùa sang vụ đông xuân. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ đông xuân năm nay có thể xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất. Do đó, những nỗ lực trong công tác thủy lợi nội đồng của huyện Kim Sơn sẽ là tiền đề quan trọng để đảm bảo cho vụ đông xuân đạt thắng lợi. Nhằm triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng và các dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi, mới đây,
đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh đã có buổi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch lở mồm long móng và triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường vụ đông xuân tại các huyện Sa Bình, Lương Tài và Thuận Thành. Tại các địa phương, qua thực tế kiểm tra và nghe báo cáo của các cơ sở, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu lực lượng chức năng và các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát tình hình chăn nuôi, thường xuyên giám sát và thông tin tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc đến từng hộ chăn nuôi, phát hiện sớm các ổ bệnh để kịp thời xử lý, đề xuất biện pháp di rời các cơ sở chăn nuôi ra ngoài khu dân cư, tránh nguy cơ lây nhiễm, tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường khu vực chăn nuôi, nơi giết mổ, buôn bán động vật và sản phẩm động vật, tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch, chủ động khai báo khi có gia súc ốm chết hoặc không rõ nguyên nhân với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, rà soát thống kê đàn vật nuôi để tiêm phòng bổ sung, đảm bảo 100% gia súc gia cầm trong diện tiêm được tiêm phòng đầy đủ. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh chủ động đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vaccine, hóa chất phục vụ tiêm phòng, vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê của khoa cai nghiện chất, Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh Hưng Yên, trước kia rất hiếm bệnh nhân loạn thần do rượu ở độ tuổi dưới 40. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, tình trạng trẻ hóa bệnh nhân loạn thần do rượu nhập viện ngày càng tăng. Trong tháng 12 năm 2018, đã có hơn 30 bệnh nhân dưới 50 tuổi nhập viện trong tình trạng sảng rượu, hoang tưởng, ảo giác do rượu, chiếm khoảng 30% lượng bệnh nhân. Điều đáng nói, có trường hợp bệnh nhân 33 tuổi nhưng đã có 10 năm nghiện rượu. Loạn thần do rượu thường hình thành và phát triển trên người uống rượu nhiều năm. Tuy nhiên, điều trị nghiện rượu thì dễ, nhưng để bệnh nhân bỏ rượu mới khó. Có đến 60-70% bệnh nhân điều trị cai nghiện rượu bia lại tái nghiện. Vì vậy, điều trị cai nghiện rượu phải kiên trì, đòi hỏi sự hợp tác của gia đình, bệnh nhân và kinh nghiệm của thầy thuốc cùng sự hỗ trợ của cộng đồng. Khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình kỷ niệm 14 năm thành lập và 1 năm đánh dấu bước phát triển vượt bậc về kỹ thuật. Thành lập từ năm 2005, khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Thái Bình sớm xác định đào tạo là mục tiêu hàng đầu cho sự phát triển. Nơi nào chuyên ngành tim mạch phát triển, nơi đó có cán bộ viên chức của khoa theo học. Năm 2017, khoa được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đặc biệt là máy DSA. Đơn vị tim mạch can thiệp ra đời, đánh dấu bước tiến mới của chuyên ngành tim mạch Thái Bình, xứng tầm với các bệnh viện lớn trong cả nước. Đến nay, trên 1.000 ca bệnh đã được chụp và can thiệp động mạch vành. Khoa cũng đưa kỹ thuật cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn và điều trị suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần vào thực hiện thường quy. Với sự khuyến khích tạo điều kiện của các ngành chức năng, nhà trường và gia đình thông qua các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, học sinh ở nhiều trường học trong tỉnh Nam Định đã sáng chế ra nhiều sản phẩm hữu ích trong cuộc sống từ phế thải. Đó là sự khẳng định tiềm năng sáng tạo tư duy, hướng đến lợi ích cộng đồng và bảo vệ môi trường của các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Giải pháp sáng tạo robot đa năng của các em học sinh trường tiểu học Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc. Thiết bị này được tích hợp nhiều chức năng, thực hiện hiệu quả cùng một lúc hai mục đích vừa dạy vừa học. Mọi bộ phận của thiết bị robot đều được tận dụng để học sinh lớp trên có thể tự trình bày cho học sinh lớp dưới các kiến thức cơ bản về toán học, làm quen với chữ cái, giờ giấc, giáo dục thường thức, góp phần nâng cao sự chủ động, khám phá tri thức của các em. Các bạn trong lớp đã đón nhận chú robot này rất là vui và em rất thích sáng tạo và em sẽ cùng các bạn trong nhóm tạo ra nhiều những chú robot sáng tạo này. Mô hình robot đa năng của các em học sinh trường tiểu học Mỹ Thành chúng tôi đã đạt được giải. Chúng tôi rất là phấn khởi. Thứ nhất là cái sự suy nghĩ sáng tạo của các em học sinh cùng với các giáo viên. Thứ hai nữa là công sức của các em bỏ ra cùng với lại cô giáo và phụ huynh, cho nên đem lại cho chúng tôi một cái niềm vui, một cái niềm tự hào. Còn rất nhiều sản phẩm hữu ích khác của các em học sinh trong tỉnh ta được sáng tạo dựa trên các thành phần là phế liệu tưởng chừng như bỏ đi trong cuộc sống. Điển hình như các giải pháp chế tạo pin mặt trời từ đèn công suất hỏng của các em học sinh trường trung học cơ sở Hải Nam, huyện Hải Hậu, máy lọc nước từ vật liệu tái chế của học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, hay sáng kiến máy quét rửa nền chuồng trại chăn nuôi là sản phẩm khoa học của nhóm tác giả
là học sinh trường trung học cơ sở Đại An, xã Đại An, huyện Vụ Bản đã nghiên cứu chế tạo được máy quét rửa nền cỡ nhỏ, sử dụng điều khiển từ xa. Qua thực tiễn áp dụng, máy quét rửa nền này có khả năng dọn sạch nền chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm, giúp người dân có thể thực hiện công việc, đảm bảo sự đơn giản thuận tiện, giảm bớt việc tiếp xúc trực tiếp với phế thải gia cầm, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, hạn chế ô nhiễm môi trường. Em chọn đề tài là do hàng ngày chứng kiến cảnh cha mẹ, người thân và những nhà xung quanh phải dọn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, đặc biệt là khi thời tiết oi bức, ẩm ướt thì không khí trong chuồng trại bị ô nhiễm. Nên là chúng em nghĩ là đề tài là máy quét rửa nền chuồng trại chăn nuôi để giúp dọn chuồng vệ sinh đơn giản tiện lợi hơn. Ghi nhận xứng đáng nỗ lực sáng tạo của các em học sinh, nhiều giải pháp tái chế từ phế liệu đã được trao giải cao tại các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Sự vào cuộc đồng hành của thầy cô giáo, nhà trường cũng đã góp phần tạo nên động lực, kích thích niềm say mê, tìm tòi học hỏi, tư duy độc lập sáng tạo từ nhỏ của học sinh, hướng đến là những công dân sống vì cộng đồng. Từ nguồn ngân sách của huyện là 2 tỷ đồng và nguồn ngân sách địa phương 2 tỷ đồng, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà văn hóa xã có diện tích 200m², được xây dựng khang trang sạch đẹp với 300 ghế ngồi, được trang bị đầy đủ, tăng âm, loa máy. Từ nguồn ngân sách của huyện 2 tỷ đồng và nguồn ngân sách địa phương 2 tỷ đồng, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa xã có diện tích 200m², được xây dựng khang trang sạch đẹp với 300 ghế ngồi, được trang bị đầy đủ tăng âm, loa máy. Ngoài việc trở thành nơi để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương tới nhân dân, nhà văn hóa xã còn là điểm tổ chức các buổi hội họp, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bảo tồn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đây cũng đồng thời là trung tâm gắn kết các thành viên trong cộng đồng dân cư, tăng tình đoàn kết tổ dân, khu phố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới. Mục tiêu của tỉnh Hà Nam là đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ cấp nước sạch của hệ thống cấp nước tập trung tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 95%. Đến năm 2030, khu vực nông thôn đạt 100%, khu vực đô thị cấp liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày. Về lựa chọn nguồn nước, đến năm 2020, Hà Nam sẽ tập trung khai thác nguồn nước mặt sông Hồng và sông Đáy, đoạn từ xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng đến ranh giới hành chính giữa huyện Kim Bảng và thành phố Phủ Lý. Nguồn nước ngầm sẽ hạn chế, tiến tới không khai thác, tuy nhiên sẽ bảo vệ nguồn nước ngầm, đặc biệt tại khu vực phía tây sông Đáy, huyện Thanh Liêm, để tạo nguồn nước dự phòng chiến lược trong trường hợp xảy ra sự cố về nguồn nước mặt và biến đổi khí hậu. Về vùng cấp nước, tỉnh phân thành hai vùng. Vùng 1 bao gồm thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm được cấp từ 21 nhà máy nước sạch tập trung. Vùng 2 gồm huyện Lý Nhân và Bình Lục được cấp từ 18 nhà máy nước tập trung. Về quy hoạch nhà máy nước, tỉnh quy hoạch xây dựng 2 nhà máy nước liên vùng sông Hồng và Đạo Lý. Trong đó, công suất nhà máy nước sông Hồng đến năm 2030 đạt 200.000 m3 một ngày đêm, đủ công suất cấp nước cho vùng phục vụ trong tỉnh Hà Nam. Công suất nhà máy nước Đạo Lý đến năm 2030 là 60.000 m3 một ngày đêm. Ngoài ra, các nhà máy nước đang sử dụng nguồn nước sông Hồng, sông Đáy tiếp tục hoạt động, gồm nhà máy nước Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Phú Phúc, Nhân Thịnh, Chân Lý, Nguyên Lý, Kim Bình, Khả Phong, Phủ Lý 1 và Phủ Lý 2. Thời gian qua, mặc dù báo chí và các phương tiện truyền thông đã đăng tải nhiều thông tin vạch mặt chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức thông báo trúng thưởng qua điện thoại của rất nhiều đối tượng. Hình thức lừa đảo này vốn không quá mới, thế nhưng vẫn có không ít người nhẹ dạ cả tin, dễ dàng nghe theo yêu cầu chuyển tiền để nhận giải thưởng của các đối tượng, để rồi rơi vào cảnh mất tiền mà phần thưởng thì chẳng thấy đâu. Ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An, trụ sở tại 42 đường Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, do Trần Đình Quảng sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, làm giám đốc, đã thành lập 15 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ hoặc cầm giấy tờ với lãi suất cao trung bình từ 5.000 đến 8.000 đồng một triệu tiền vay trên ngày. Nếu người vay trả lãi gốc không đúng kỳ hạn, thì các đối tượng cho người đến siết nợ, đòi nợ trái pháp luật. Quá trình phá 15 chi nhánh trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu 37 sổ ghi chép vay nợ, hơn 2.600 bộ hồ sơ cho vay nợ với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, hơn 500 triệu tiền mặt và nhiều tăng vật liên quan. Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ đối với đại diện các chi nhánh và Giám đốc Công ty Đại An để lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.